Xin chào mọi người đang đến với kênh Anh Bảy Miền Tây của mình nha. Hôm nay mình sẽ nấu cái món lòng dê nấu với sữa sữa tươi đó mọi người. Mời mọi người đi theo mình nha. Trước tiên mình đi sơ chế cái lòng dê này mọi người ơi. Mình bỏ muối vào đây mình rửa. Cho nó sạch nha. Muối với nước sôi. Rửa cho nó sạch ba cái nhớt với mấy nó khử mùi vậy. Rồi, cuối cùng cũng xong rồi mọi người ơi. Bây giờ mình đem đi ướp nó nha. Mình sẽ cho vào đây một tí sả, tỏi, hành tím. Ớt. Còn cái này mình để lại một lát mình phi dầu cho nó thơm mọi người. Một tí ngũ vị hương. Bột ngọt. Nước mắm. Sa tế mọi người. Mình đảo lên mình để cho nó thấm gia vị. Sẽ đi tiến hành mình nấu nha mọi người. Bếp lên. Cho vào chút dầu ăn. Mình cho cái sả tỏi với hành tím vào mình phi. Sau khi nó vàng thơm rồi mình cho cái thịt dê vào nha mọi người. Ủa lòng dê vào nha mọi người.
xào cho nó săn lên đi. Rồi bắt đầu mình cho sữa tươi vào. Rồi thịt bây giờ nó săn lại mọi người. Mình sẽ cho cái sữa tươi vào nha. Sữa tươi này nó có đường sẵn mọi người, nên là nãy mình không có cho đường. Mình cho cái phần cà rốt này vào luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho củ hành vào, mình nhắc xuống nha mọi người. Mình đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ mời tất cả mọi người cùng ăn chung với mình nha. Đây, mời mọi người. Mình đã ăn chung với bánh mì mọi người. Có cái sữa vô đây nó béo béo. Này nó cũng tựa tựa như nấu cà ri á. Đây cái tim nè mọi người. Ngon quá. Làm miếng này kêu là này kêu khăn lông nè mọi người. Ngon quá. Cái này là dê tơ á, nên là nó cũng mềm.
Đây là miếng phổi. Phổi cũng ngon lắm mọi người. Chung lòng dê cái gì cũng ngon. Để mình làm thử miếng gan nó coi làm sao nha. Cái gan nó thì hơi khô một chút. Nếu mà người nào biết ăn gan á thì người ta sẽ nói là nó béo. Nhai nhai hỏi nó béo. Miếng tim mọi người. Làm miếng khăn lông này. Cái khăn lông này mà nếu con dê già là nó sẽ dai dữ lắm. Mua mình nhớ dặn ta là lấy dê tơ á. Nãy vừa nấu xong mà trời nó nhiễu hột mọi người. Sắp mưa. Cũng may là không có mưa. Đây là cái lá mía nè. Mía cũng ngon. Còn đây là cái cuốn họng. Nó giòn.
còn cái này không biết cái gì để ăn thử. Phổi hoặc là gan. Phổi. Gan cái màu nó đen đen hơn chút. Đây trái tim mọi người, này trái tim hơi nhỏ. Tim ngon quá. Cái này là cái gì mà cái dẫn thức ăn xuống bao tử á, mình không biết cái kêu là cái gì. Ngon. Nói chung bộ lòng dê chỉ có cái gan là nó hơi khô khô. Nãy cố tình sắc bự bự ăn cho đã.
cua. Lúc này mình cũng có làm video ngắn đó mọi người đang theo dõi nha. Cũng cũng là cái clip dài này mà mình chỉnh sửa lại khoảng một clip khoảng 1 phút quá mình đăng lên. Cái đó mục đích là để kiếm thêm cái lượt tương tác thôi. Lượt tương tác thôi. Chứ giờ xem thì không có bao nhiêu. Nồi mọi người. Vậy sao đi thách đấu với mấy thánh ăn được. Bình thường mình cũng đâu có ăn nhiều vậy. Mình ăn thấy vừa đủ à. Làm cái đây cái phần này. Cái dính với cái tim. Thank you.
Mình no rồi mọi người, clip mình tới đây cũng là kết thúc rồi nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi mình, hãy cho mình một lượt đăng ký kênh nha mọi người, để theo dõi những clip hay nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.